Kính thưa quý vị, đã đến lúc chúng ta cùng nhau hãy gạt bỏ đi những khác biệt để cùng đến với nhau, để yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Đó chính là chủ đề của chương trình ca nhạc Hát cho tình yêu, Stop the Hate, được bảo trợ bởi tổ chức bất vụ lợi Bên em đang có ta, được tổ chức vào Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023 vào lúc 7 giờ tối tại Grand Century Mall, địa chỉ 111 Story Road, San Jose, Cali 95122. Chương trình ca nhạc hoàn toàn miễn phí, vào cửa tự do, cửa bắt đầu mở vào lúc 6 giờ chiều. Chương trình cũng được phát trực tiếp live trên đài truyền hình SPTN, SPTN 57.22, SPTN YouTube, SPTN Facebook, SPTN Go vào lúc 7 giờ tối. Chương trình có sự tham dự của các ca nhạc sĩ nổi tiếng tại hải ngoại: Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Nhật Tiến, Y Phương, Thế Sơn, Thiên Kim, Nguyên Khang, Diễm Liên, Đoàn Phi, Việt Khang, Philip Huy, Anh Tuấn, Phi Yến, Lệ Thúy, Shirley Lam, Quốc Hùng, Scordio, Sĩ Đan, Trúc Hồ, Kim Anh và ban nhạc Trúc Sinh. Trân trọng kính mời